Xin chào tất cả các em, hôm nay tôi qua bài tiếp theo của chương 1, đó là bài 4K. Cấu trúc chương trình cho bài thân. Bài học này các em đã học các nội dung chính sau. Một nhỏ là các thành phần của chương trình bài thân. Ở phần này mình ôm lại những thành phần tên nào được đặt cho bài thân và cái tên nào các em dùng và những tên nào không nhé, và các chế độ lệnh được hiểu ra sao ha. Rồi phần 2 là cấu trúc chương trình, đây là phần giúp mình hiểu hơn là các cái cách mình gỡ lệnh và mình thực hiện theo cấu trúc nào để bản thân hiểu được ha. Phần 3 nhỏ là mình ôm lại cách khấu biến và biến được ghé ra sao cho chương trình bản thân. Và phần 4 là cách chúng ta đưa các hàng số biến số trong hình để mình có chương trình phù hợp. Phần 5 là các em nhập ha, các biến số vào trong bản thân này được hiển như nào. Và phần 6 là một số ví dụ minh họa giúp mình hiểu hơn là chương trình bản thân này được thực hiện sao để mình củng cố lại các kiến thức đó các em nhé. Rồi ta vào thi các bạn hôm nay các em. Một nhỏ là các thành phần của chương trình trong bản thân. Trong bản thân, chương trình bản thân được cấu tạo từ các thành phần các bạn sau. Đầu tiên là A nhỏ là từ khóa tên nhận riêng được hiểu là sao các em xem đặc điểm của nó. Từ khóa là những từ đặc trưng dành riêng trong chương trình, trong ngữ lập trình. Bản thân chúng ta không thể dùng từ khóa để đặt tên biến, tên hàm hoặc là bất kỳ định danh nào khác. Nghĩa là các em dùng từ khóa đó là chuẩn mật theo quy định và các em không được phép là đổi tên ha, cách định danh nó khác đi. Ví dụ, cái từ khóa mình lưu ý ở đây là gì? If L, L if for Y left định nghĩa cái hàm ha, return, provide, imperfect, đây là những từ khóa mà theo quy định các em không được đặt tên khác đi với từ khóa của nó nhé. Định danh là gì các em? Định danh là tên được đặt cho các thực thể trong trình như là lớp, hàm, biến và mảng, vân vân. Nó giúp phân biệt thực thể này thực thể khác trong chương trình và giúp thông dịch trình thông dịch hiểu cần phải truy cập đến đối tượng nào trong chương trình mình đang có. Nghĩa là gì? Nghĩa là chương trình bản thân khi các em chạy thì nó gì các em phân loại ra là gì? Cái nào là lớp, cái nào là hàm, biến và mảng, nó truy cập đúng ha, cái tên gọi luôn để mình có cách thực hiện phù hợp với lại cái phần đó ha. Ví dụ ta có các phần như sau. Ví dụ định danh là tên ha, tên biến ha, là A ha. Rồi hàm mũ các em là B ha, là pho ha, x bình phương ha, là mũ trước mũ 2 ha. Và mảng B y. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi các em chạy chương trình thì bất thân gì biết là gì? A là biến được dùng ha, giá trị. Rồi hàm mũ các em dùng là gì? Tính ha, bình phương của gì các em? Bình phương x đúng không? Và mảng các em là dùng để kế giá trị cho nhiều ha, cho nhiều giá trị ha, trong cái gì các, trong bảng A gồm có là phần tử khác nhau nhé. Đây là các phần mà mình hiểu là nhận cái gì, định danh cái gì các, tức là cách mà mình sẽ cái gì là mình sẽ có các tên như là lớp, hàm, biến và mảng và pattern là truy cập đúng ha, tên gọi luôn để mình có cách phù hợp với lại phần đó ha. Tiếp theo là C, là phần C mình hiểu là khấu lệnh được hiển như nào trong pattern. Khấu lệnh thì cái này các chỉ dẫn chỉ thị mà trình thông dịch pattern có thể thực hiện được ha. Đây là phần mình hiểu hơn. Câu lệnh như là gì các? Câu lệnh như là các chỉ thị ha, mà trình pattern ha, trình pattern quy định cho mình ha. Ví dụ ta có các phần sau. X là 1 các. Thì ha. Thì hiểu sao các em là đặt giá trị ha. X chính là gì? Chính là 1. Thứ hai là T bằng là T cộng 2. À, nghĩa là gì? Nghĩa là đặt giá trị các. Ví dụ nó là T ha, là bằng 1 thì cái kết quả gì là t là 3 ha. Rồi y bằng là 2 nhân x cộng 1 thì kem giá trị ha, x là gì các, x sẽ là giá trị là 2 chẳng hạn ha, thì có là y sẽ là 5 ha, nghĩa là gì 2 kem nhân là gì nhân 2 ha, kem là x không, cộng 1 là y là 5 ha, chính là cách mình thực hiện như vậy. Và bằng kem chính là gì, bằng cái gì kem là câu định gán ha, câu định gán ha giúp mình là gì, giúp mình là gán giá trị kem bên phải ha, cho bên trái thời thực hiện ở đây ha. Và tiếp theo đó là gì các, một số lưu ý á, khi các em thực hiện là câu lệnh đó chúng ta nhất các em là gì, nó sử dụng các một trong các dấu là gì, xịt trái ha, mặt tròn ha, mặt vuông, móc
Trong các trường hợp câu lệnh này có nhiều dòng, em sẽ ví dụ sau nhé. Ví dụ ta có gì các em? X bằng là 10, 11, cộng 12, cộng 13, 4, 15. Khi các em viết cái câu lệnh này các em trên hai dòng, thì các em nhớ là kèm theo dấu cộng ở là gì các em? Ở phần câu lệnh sát cái dấu cộng là 13 ha. Trở đi ha. Mình thực hiện các em. Trên cùng dòng lệnh mình sẽ thực hiện là gắn cùng dòng nhé. Cái thứ hai là mình viết là gì? Là x bằng các em mặt vuông mặt tròn là 10 cộng 1 cộng 2 cộng xuống dòng 15 thì các em câu lệnh hoặc tròn và xiết các em là có hiểu khác như nhau các em thế này các phần này ha dù viết như khác nhau với nhau nhưng khi thực hiện lệnh các em thì tất cả các em các hàng số đây các em thực hiện là cộng các em trên lần lượt ha lần lượt từ lần cuối luôn ha đây là câu lệnh cũng như các em nối lại dòng với nhau thôi ha như vậy đừng nhập các em ha. Rồi cái thứ hai là chúng ta có thể là đặt nhiều câu lệnh trên cùng một dòng bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy. Nghĩa là gì các em có nhiều biến khác nhau nhưng khi các em dùng chấm phẩy thì các em có thể là đặt các biến đó trên cùng dòng ha, để thực hiện lệnh gần hơn ha. Để có là ví dụ sau. Để có là ví dụ sau ha, nó là gì? N bằng 78 chấm phẩy, T bằng 30 chấm phẩy và H bằng 15 nghĩa là gì? Nghĩa là các cái gì các biến số này các được gán cho là N là 78, T là được gán là 30, H là 15. Tất cả những này các em được thực hiện là trên cùng dòng ha. Khi các em có nhiều biến thì nhớ là gì? Dùng chấm phẩy để ngăn cách các biến đó ha và biến này được viết chung dòng luôn. Gần hơn chương trình mình đang viết ha em nhé. Rồi ta qua phần tiếp theo là cấu trúc chương trình ta thực hiện như thế nào. Tất cả phần quan trọng đây là khoảng trắng và thuộc dòng ha. Có lệ nhé. Đó là các phần mình đây là với lại khối lệnh khoảng trắng là gì các em? Các phần mình lưu ý đây là gì? Các ký tự khoảng trắng phổ biến nhất được sử dụng như sau là cách kia đó là thuộc ha thuộc đô tab một tab ha một tab hoặc là các em là dùng xuống dòng ha là các em xịt n đây các em là các ha khối lệnh các em được dùng cho chủ nhé được dùng chủ nhé thì các em xuất ra hình ha rồi các em có thể làm một ví dụ mẫu sau để có cái ví dụ khi em trên là trình chạy các cho thanh nhé đây ha với trình chạy cho thanh thầy nói luôn các em nhé là gì cho thanh các em bên cạnh nhé là trình biên dịch các em cái muốn là luyện code nhé luyện code luyện thuật toán luyện chương trình á cho thanh thì các em lại vì viết code á trên là trình chạy luôn để mình luyện code á tuần tự luôn thì đây các em thì hiểu như các đây là trình á khi các em viết luyện code trên gì là trình trình chạy á cái tiếng ngừng chạy thì nó chính là gì trình biên dịch các em tuần tự á cái viết lệnh sẽ chạy luôn còn cái muốn là viết lệnh á dạng khối lệnh nhiều chuyển dịch tìm luyện cái gì các trình thuật thảo á và cái muốn là viết lệnh á mà chạy tuần tự này ha thì các em nếu viết lệnh là trình chạy luôn trình ứng dụng là chạy trình shell á còn cái viết là trình viết lệnh á trình là gì là thuật thảo thì trình idea ha để mình luyện cái mình có phần luôn á đó là trình chạy tuần tự á đây các thầy đang chạy trình gì chào mừng các bạn á đối với bản thân là chuyển n ha thầy tiếp là gì chủ tiếp theo các thì các thấy là sực n này các ở đây nè ha giúp mình là gì là xuống dòng các là dòng đầu tiên được thực hiện ra các em thấy chuyển n thì các xuống dòng ha xuống dòng thì thứ hai là trình chào mừng các bạn đến mong thân rồi xuống dòng nhé trình đơn giản để viết ra rồi tiếp theo ha là thầy sẽ gõ tiếp là gì các là a bằng 2 chấm phẩy b bằng 3 ha thì viết gì các trên cùng dòng luôn ha rồi thì thực hành là gì xuất ra các kết quả là tắt một xíu ra là tổng của a là biến không là 2 ha thì cộng do là 3 ha cộng là 3 đúng không bằng 5 đó là gì các thầy hiện đó không lại các em thấy là đây là tắt ha tắt gì các ta một đoạn là tổng ha rồi thì tiến hành là gì là những cách các là trong chuỗi thực hiện các trong chuỗi phần nào và thực hiện là các xuống dòng các phần đó thế lại các em nhớ là khi các em muốn là luyện code ha trong là bản thân mà mình chưa hiểu nhiều về code thì mình nên luyện gì các ở dạng trình đơn giản này giúp mình là các phần nào viết ra mình sẽ chuẩn hóa phần luôn ha để mình viết dần dần ha dần thành code mình hoàn thành luôn nhé cái thứ hai thì khi nào các em thuộc lệ khi nào các em là thực hiện là viết lệnh thuộc lệ phù hợp ha tập phần theo thuộc lệ như sau các em hiểu sao đó là gì khối lệnh ha pattern sử dụng thuộc lệ để đánh dấu xác định các khối lệnh một khối lệnh được bắt đầu bằng một đoạn thuộc đầu dòng và kết thúc bằng đoạn hay bằng dòng hoặc bằng dòng không thuộc về ha xem ví dụ sao để mình tìm ra thôi nhé thông thường thì ta sử dụng nha
cuốn giúp khách ha, hoặc là một tác thuật ha, lề để mình thực hiện được đó ha Kim nhé. Rồi ta có vụ sau ha, để tiếp theo đây kem, ví dụ mình có gì đó là s kem bằng không ha, là tổng không, rồi t kem bằng một là quy luật đầu tiên ha. Rồi for n in run ha, đây là kem cái nòng lọc ha, các gì các lệnh là thì lọc ha, rồi lệnh kéo cho tổng không và t kem bằng một ha, là quy luật đầu tiên ha. Rồi kem muốn thực hiện tiếp ha, quyết định chạy nòng lọc này thay thiện sau đây kem, kem tap vào nhé, tap vào một đoạn là một tap ha, một tap nhé, một tap nhé, như là s bằng ha, s cộng y như là gì, tổng cái chắc các cái số li tiết luôn của n đúng không nào. Và ha, cái thứ hai là các em táp tiếp là gì, cộng táp nhé, là t ha bằng là t y ha. Đây là các phần ha, các em được học hôm nay, nghĩa là các em thấy như là hôm nay mình nhớ là các phần là gì, cách mình ha đặt tên sao cho phù hợp với tên người của mình nhé, như là tên nhà riêng thì các em đặt núi là gì, không được nha đặt tên theo là cách mình hiểu mình chúng ta nhé. Cái thứ hai là các em học phần định danh ha, thì các em là cách định danh như là tên ha, là lớp ha, là hàm, là mảng, thì khi thực hiện cái pattern nó sẽ gì, truy cập đúng ha cái tên gọi luôn để mình có cách có công dụng hợp ha, như là biến số được hiện nó sai và lớp được hiện nó sai nhé. Và ha, theo là gì em có lệnh cái pattern ha, đó là gì, đó là cách mình ha dùng ha các cái chỉ dẫn ha, chỉ thị để thành thực hiện chương trình mình, và các em là thực hiện là một khối lệnh ha, thực hiện ra sao trong pattern. Mình, khi mình nói là gì, cái pattern này có lệnh là mình sẽ là gì, có lệnh này khiển pattern là chúng là tab vô nhé, một tab nhé, hay là các em dùng là bốn cách ha, liền nhau để mình thực hiện điều đó. Đây là bài học giúp mình hiểu là các cách mình thực hiện pattern đơn giản nhất ha. Tiếp theo thì các em buổi sau để có các cách mình hiểu là có các phần khái biến là sao và cách mình nhập ha, xuất biến như thế nào trong pattern và những ví dụ minh họa về nó ha, thì các em buổi sau để mình hiểu cái bài đó nhé. Chúc các em có một bài học thành công và mình sẽ có những lan tỏa với thầy á. Thế là bài này hay thì mình sẽ là giúp thầy là comment, like và share để các bạn biết để mình hiểu hơn về bản thân nhé các em. Chúc các em buổi sáng nhé.